Điều hòa Daikin, dòng máy treo tường, một chiều lạnh. Trên thị trường hiện nay đang có 5 dòng sản phẩm. Tất cả chúng ta đều hiểu là cùng một thương hiệu thì giá càng cao thì chất lượng càng tốt. Nhưng nó tốt đến đâu, hơn kém nhau bao nhiêu thì không phải ai cũng hiểu rõ và ai cũng nắm được. Video này tôi sẽ giải đáp giúp các bạn và tôi phân biệt luôn các dòng điều hòa một chiều của thương hiệu Daikin. Điều hòa Daikin nó có 5 dòng một chiều và mức giá dao động đối với dòng 9.000 của các dòng ấy ạ. Tối thiểu là 7 triệu và cao nhất có thể lên đến 14 triệu 500. Ở đây thì nó sự khác biệt về mặt chất lượng thì nó thể hiện ở các yếu tố là mức độ tiết kiệm điện, độ ồn, độ bền và chất lượng không khí. Nói về cái khả năng tiết kiệm điện thì dòng điều hòa 7 triệu FTF 25 của Daikin trung bình tiêu thụ một đơn vị điện năng chỉ đem lại 3.62W nhiệt lạnh, còn dòng đắt nhất 14 triệu 500 FTKZ là hàng nhập Thái Lan thì nó có hiệu suất năng lượng toàn mùa lên đến 7.24. Còn nếu các bạn muốn biết được điều hòa Daikin nó hết khoảng bao nhiêu số điện trong mỗi giờ hoạt động thì như này, thương hiệu điều hòa Daikin họ rất là uy tín. Đây là nhà sản xuất toàn cầu. Trên thông số kỹ thuật thì nó đã có cái bảng tiêu thụ điện năng ở mức hoạt động 100% full tải rồi. Nhưng tuy nhiên họ vẫn đem 3 dòng sản phẩm 7 triệu, 8 triệu rưỡi, 9 triệu rưỡi đi thử nghiệm của trung tâm kiểm định Quatest 3 thành phố Hồ Chí Minh. Họ đã thử nghiệm theo cái điều kiện thử nghiệm theo tiêu chuẩn Việt Nam 8576. Thì cái dòng điều hòa rẻ nhất 7 triệu trong 8 giờ liên tục tiêu thụ là 1,25 số điện, còn dòng điều hòa 8 triệu 500 là tiêu thụ 850W và dòng 9 triệu rưỡi tiêu thụ 816W. Còn đến cái dòng FTKI và FTKZ chẳng hạn thì hai dòng này họ chưa thử nghiệm của Quatest 3, nhưng nhà sản xuất họ đã công bố rồi, khi mà hoạt động ở chế độ full tải, điều kiện là nhiệt độ môi trường bên ngoài là 35 độ C, bật máy lạnh 27 độ C, độ dài đường ống giữa cục nóng và cục lạnh là 7,5 mét thì bộ điều hòa FTKI 25 1 giờ tạo ra 9.200 BTU nhiệt lạnh và tiêu thụ là 700W điện. Còn dòng FTKZ là dòng đắt nhất thì nó sản sinh ra 8.500 BTU và chỉ tiêu thụ là 455W điện thôi. Đấy là cái khả năng tiết kiệm điện thì nó đã khác biệt như vậy rồi. Còn đến độ ồn của điều hòa thì nó sẽ có cái độ ồn của dàn lạnh trong nhà và dàn nóng ngoài trời. Cái dòng điều hòa FTKI 11 triệu 200 là có cái độ ồn thấp nhất. Cái dàn lạnh trong nhà mức êm nhất, yên tĩnh nhất có thể xuống đến 18 decibel. Các bạn hình dung tiếng la rơi là có độ ồn 20 decibel. Còn dàn nóng ngoài trời khi hoạt động chế độ ồn nhất là nó lên 46 decibel. 40 decibel là độ ồn trong thư viện. Còn dòng rẻ thì nó có thể lên đến 50 decibel đối với dàn nóng ngoài trời và trong nhà là độ ồn cực tiểu cũng cũng phải 26 decibel. Còn nói về cái độ bền thì như này, thực ra thì thương hiệu điều hòa Daikin được cho là có chất lượng tốt nhất và nhưng cái độ bền của một bộ điều hòa nó phụ thuộc rất nhiều vào kỹ thuật lắp đặt và điều kiện sử dụng. Trên tất cả điều hòa Daikin, ngay đến bộ điều hòa rẻ nhất thì cái dàn nóng của cục điều hòa cũng rích rắc chữ M và độ dày lên đến 1,8 cm. Còn đến dòng 2 chiều của họ thì mới là dàn kép, còn tất cả các dòng một chiều đều là dàn đơn. Nhưng tuy nhiên dòng FTKZ thì cái dàn của nó sẽ dày hơn một chút. Tôi đưa ra một số dữ liệu để các bạn dễ hình dung hơn về sự khác biệt về độ bền như thế này. Đầu tiên thì tất cả dòng điều hòa một chiều của Daikin đều hoạt động tốt khi mà nhiệt độ ngoài trời là 19,4 độ C đến 46 độ C. Điều thứ hai là cái mức độ điện áp để cho cái hoạt để điều hòa hoạt động tốt nhất ấy ạ. Thì dòng đắt nhất FTKZ nó hoạt động tốt khi mà giải điện áp có thể cực tiểu xuống đến 130V và cao nhất là 264V. Và cái bảng mạch PCB nó có thể chịu được điện áp đến 440V. Tuy nhiên cái dòng điều hòa rẻ nhất, cái dòng non-inverter ấy ạ, thì họ lại không công bố là hoạt động trong giải điện áp bao nhiêu. Thực ra các bạn cũng đừng đừng lo lắng. Hiện nay trên thị trường điều hòa treo tường có duy nhất thương hiệu điều hòa Daikin là họ công bố rõ ràng đến như vậy thôi. Còn tất cả các thương hiệu khác đến thời điểm này tôi chưa tìm thấy thương hiệu nào kể cả loại đắt không công bố là hoạt động tốt trong giải điện áp bao nhiêu đến bao nhiêu và chịu đựng được đến điện áp bao nhiêu vôn. Ngoài ra thì cũng có một cái yếu tố nữa mà các bạn dựa vào đấy các bạn cũng có thể đánh giá được cái sự hơn kém nhau về cái độ bền cũng như chất lượng máy, thì đó chính là cái độ dài đường ống tối đa giữa dàn trong nhà và dàn ngoài trời cũng như chênh lệch độ cao. Thì dòng FTKZ thì cái độ dài tối đa của đường ống nó có thể lên đến 20 mét và chênh lệch độ cao tối đa giữa hai cục là 15 mét. Thông thường các bạn mà khi mà lắp cái đường ống đồng giữa cục nóng và dàn lạnh mà từ 7 mét rưỡi đổ ra thì các bạn
cần phải nạp thêm ga bổ sung. Tùy từng dòng điều hòa công suất bao nhiêu và tùy từng thương hiệu, họ sẽ có cái cơ chế là mỗi mét là cần nạp bao nhiêu ga bổ sung. Ví dụ như điều hòa Daikin là dòng 9000 là họ yêu cầu là khi mà đường ống dài quá 7,5 mét thì mỗi mét thì bổ sung 10 gam môi chất lạnh. Nhưng đấy là những cái điều khác biệt về mặt chất lượng kỹ thuật thôi. Còn điều khác biệt cơ bản và đắt giá nhất giữa điều hòa 7 triệu và 14 triệu của điều hòa Daikin thì nó sẽ nằm ở cái chất lượng không khí mà điều hòa tạo ra. Thì cái chất lượng không khí của điều hòa tạo ra thì nó có thể, các bạn có thể sử dụng 3 cái tiêu chí để so sánh. Một là mức độ duy trì ổn định nhiệt độ chính xác và đồng đều. Hai là cơ chế phân phối gió đồng nhất. Ba là hệ thống tinh lọc không khí. Thì đối với cái dòng điều hòa rẻ nhất thì nó được trang bị cái công nghệ non-inverter, tức là máy mono đấy, không phải inverter, và sử dụng van cáp cơ. Vì thế là cái nhiệt độ lạnh mà điều hòa tạo ra nó có thể biên độ dao động lớn nhất có thể lên đến 3 độ C. Còn từ dòng 8 triệu rưỡi trở đi thì nó là máy nén biến tần và van tiết lưu coi điện tử. Nó giúp duy trì và kiểm soát nhiệt độ rất chính xác. Biên độ co giãn về nhiệt độ nó chỉ dao động từ 0,5 đến 1 độ C. Các bạn hình dung như này, có phải trong cả một đêm mình ngủ, nếu mà nhiệt độ duy trì ổn định chính xác thì nó sẽ tốt hơn đúng không ạ? Còn nó cứ lên xuống thất thường thì đương nhiên nó sẽ không tốt cho sức khỏe. Và cái điều thứ hai cũng ảnh hưởng đến cái chất lượng không khí, đó chính là cơ chế phân phối gió mát. Nó đã tạo ra gió mát rồi, kiểm soát nhiệt độ ổn định rồi, nhưng nó có phải phân phối gió mát theo một cách thức nào đó khiến cho nó đồng đều các vị trí trong phòng, các không gian trong nhà. Đó. Thì từ dòng 8 triệu rưỡi trở lên, tức là dòng FTKB Series đấy ạ, thì hãng bắt đầu trang bị cơ chế phân phối gió Kuanda, tức là gió lạnh sau khi thổi ra khỏi dàn lạnh thì nó có xu hướng đi dọc trần nhà, đi xa hơn và đều khắp hơn. Đến dòng điều hòa 9 triệu rưỡi trở lên thì nó lại tiếp tục bổ sung cái công nghệ đảo gió lên xuống auto. Còn đến dòng FTKI và FTKZ thì không chỉ đảo gió lên xuống mà cái cánh gạt ngang này này nó cũng đảo tự động, tức là cơ chế gió thổi 3D đấy ạ. Đây là cái cơ chế mà rất ưu việt, rất hay, rất tốt cho sức khỏe, và chỉ những dòng điều hòa cao cấp của thương hiệu cao cấp thì mới có. Cái gió mát nó không chỉ thổi đi dọc trần nhà rồi đã đành, nhưng nó sẽ dàn đều ra giống như hiệu ứng mái vòm. Nó sẽ bao phủ tất cả các bức tường và cái khí lạnh nó đều đều từ từ phả vào giữa phòng. Rất là dễ chịu. Thực sự cái cảm xúc và sử dụng điều hòa cao cấp này nó hoàn toàn khác. Tiện đây tôi cũng nói một thứ. Có một số khách hàng nói rằng tại sao cái điều hòa 5 triệu, 6 triệu bật 28 độ, 29 độ, rét buốt đắp chăn đi ngủ. Còn đối với những dòng cao cấp như Daikin, các bạn chỉ có bật 24 đến 26 độ thì mới có mong là đắp chăn mỏng đi ngủ thôi. Còn bật 28, 29 độ không bao giờ đắp chăn đi ngủ và không bao giờ có cảm giác rét buốt. Thì đấy là cái điều rất hay mà chỉ những điều hòa cao cấp nó mới làm được. Và điều cuối cùng nó cũng tạo lên cái chất lượng không khí, đó chính là hệ thống tinh lọc không khí. Thì ở dòng điều hòa mono, dòng FTF thì nó chỉ được trang bị cơ bản là hai cái lưới lọc thô cơ bản này thì điều hòa nào cũng có. Và cái bộ lọc enzyme, hai cái này nó có tác dụng là khử mùi và tiêu diệt vi khuẩn nấm mốc. Tuy nhiên cái hạn chế của nó là nó có thời hạn thôi. Trung bình một năm các bạn phải thay đi chứ nó không thể vĩnh viễn mãi được. Bởi vì bản chất nó là các cái than hoạt tính và oxit nó sẽ tiêu hao trong quá trình sử dụng, đúng không ạ? Đó. Đến dòng 8 triệu rưỡi thì vẫn cái bộ lọc như thế này, nhưng nó bổ sung thêm cơ chế vệ sinh dàn lạnh, sấy khô dàn lạnh. Tức là cái dàn lạnh đây này, khi mà bạn chạy chế độ lạnh đúng không ạ, khi bạn tắt máy đi rồi thì cái nhiệt độ của các cái lan chớp này nó vẫn thấp hơn môi trường, vì vậy là nó ngưng tụ hơi ẩm trong bề mặt đó. Thì khi bạn khởi động cái cơ chế sấy dàn thì khi bạn tắt máy nó sẽ lập tức tự động chạy thêm khoảng 60 phút hay 90 phút gì đó, nó sẽ sấy khô và tiêu diệt nấm mốc. Thì đấy là nó sẽ tăng cái tuổi thọ và cũng là gia tăng cái chất lượng không khí. Còn đến dòng 9 triệu rưỡi, dòng FTKF thì mới bắt đầu, ngoài những cái gió Kuanda và sấy dàn ra thì nó bổ sung thêm một cái điều nữa, đó chính là cái công nghệ streamer. Cái streamer này là một cái rất là đắt giá của thương hiệu Daikin. Đây tôi mở, tôi nghiêng như này, các bạn có nhìn thấy cái cục màu đen này không? Đây chính là bộ phát streamer. Cái streamer này nó sẽ sử dụng điện áp cao để phóng các electron. Các electron đó nó sẽ va chạm với oxy, nitơ và nguyên tử nước H2O trong không khí để giải phóng ra các gốc OH-. Các gốc OH- mang điện tích âm, nó sẽ giúp phân hủy vô hiệu hóa các vi khuẩn, nấm mốc và tác nhân có hại.
các vi khuẩn nấm mốc tác nhân có hại và cả bụi mịn PM2.5 đều mang điện tích dương. Vì vậy khi gặp cái ion âm này nó sẽ hút nguyên tử hydro vô hiệu hóa cái tính năng có hại của các cái độc hại đó và nó tái tạo ra nguyên tử nước cũng giúp duy trì một phần cái độ ẩm trong phòng. Và đến dòng 11.500 thì lại bổ sung thêm nữa là cái cảm biến độ ẩm humidity giúp tạo cảm giác dễ chịu hơn. Và đến dòng FTKZ là dòng đắt nhất thì có lại có bổ sung thêm cái bộ cân bằng độ ẩm một cách chủ động, luôn duy trì, nó không chỉ nhiệt độ mát chính xác, phân phối gió đều khắp, tinh lọc không khí mà kiểm soát độ ẩm trong phòng luôn ở mức 55% đến 65%. Đây là độ ẩm tốt nhất cho sức khỏe và dễ chịu nhất. Thì đấy là những cái khác biệt cơ bản nhất mang tính cốt lõi giữa dòng điều hòa một chiều, dòng từ thấp đến cao mà tôi đã phân tích cho các bạn. Để được tìm hiểu chi tiết hơn về sản phẩm và được tư vấn rõ hơn về điều hòa Daikin, mời bạn liên hệ kỹ sư điện máy. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.